khi lớn rút ra để cho trời lo lấy cảnh khen dễ thì phải có tôn sư chỉ lối dẫn đường. Dù ở nơi đâu con vẫn nhớ trong lòng, ta sinh ra đúng là người đã khó, nhưng phải sống sao cho tròn tình vẹn nghĩa thì lại khó biết bao nhiêu. Vậy thì bạn ơi, phận đã sinh ra làm con người, ta phải sống sao cho tròn tình vẹn nghĩa. Đối với mẹ cha ta sống lòng hiếu lễ, đối với bậc tôn sư ta một dạ tôn thờ.